Vâng, kính chào các bạn. Hôm nay ngày thứ năm 18 tháng 7 2019, thì chúng tôi mời các bạn vào phần 2 của chương trình ngày hôm nay, đó là với nội dung là Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu và Bộ Ngoại giao Đức đã trả lời như thế nào về vụ việc này. Vâng, thưa các bạn, trong thời gian vừa qua đã xảy ra rất là nhiều những cái sự kiện ở trong nước và nước ngoài, và đặc biệt liên quan đến vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, thì cho đến nay chính phủ của Cộng hòa Liên bang Đức cũng luôn luôn yêu cầu phía Việt Nam phải đáp ứng 3 điều kiện. Thứ nhất là phải trả lại nguyên hiện trạng, có nghĩa là phải đưa ông Trịnh Xuân Thanh trở lại nước Đức. Vấn đề thứ hai mà nước Đức yêu cầu đó là phải xin lỗi nước Đức, tức là xin lỗi nước Đức. Và vấn đề thứ ba mà nước Đức yêu cầu đó là phải hứa không tái phạm. Nhưng mà cả ba cái điều đó cho đến nay thì chúng ta cũng chưa được chứng kiến một cách hợp pháp và đưa lên công luận ở trong nước. Chính vì vậy mà cái quan hệ giữa Đức và Việt Nam hiện nay thì nó mới chỉ bắt đầu trở lại, tức là bắt đầu trở lại một cách là để cho hoạt động về kinh tế. Chứ còn những hoạt động về chính trị, về văn hóa, về nhiều vấn đề khác thì vẫn đang còn bị hạn chế rất nhiều. Và chúng tôi đang đứng ở đây, ở ngay trong một cái nhà tù của mật vụ Đức, an ninh Đức, quốc gia Đức, mà đã giam giữ hàng chục nghìn người đã bị bắt giữ, bị bắt cóc và bị tra tấn ở trong cái nhà tù này. Và đằng sau tôi đây, nếu bạn thấy, đây là cái bàn ở trong cái nhà tù này, có cái bàn. Và cái bàn này là để họ lấy cung của những người mà người ta bị bắt giữ ở đây, thì cái người mà bị cung sẽ ngồi ở góc này, và đằng sau chỗ này, tức là cái chỗ này là sẽ cái người mà cán bộ điều tra họ sẽ ngồi đây, ngồi ngay chỗ này. Thế còn đây điện thoại, và đây là cái hộp nút để bấm nút để có thể mời cái ông mà bị lấy cung đưa lên trên này để thẩm vấn. Và ông Trịnh Xuân Thanh thì các bạn cũng đã biết là đang trong thời gian vừa qua khi bị bắt giữ về trong nước thì đã bị giam giữ tại trại giam B14. Sau đó thì chúng ta không biết thông tin tiếp tục về ông Trịnh Xuân Thanh nữa. Vì vậy, để trả lời cho câu hỏi là Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu, thì hôm nay chúng tôi xin gửi các bạn một số cái thông tin mà chúng tôi vừa nhận được. Và đây là hình ảnh của ông Trịnh Xuân Thanh. Các bạn biết đây là ông Trịnh Xuân Thanh trong cái vụ án đang xét xử vừa qua tại Việt Nam. Và ông Trịnh Xuân Thanh bị kết tội vì nhiều lý do khác nhau mà các bạn có thể tự tìm hiểu trên một số cái phương tiện truyền thông ở trong nước và cũng như quốc tế. Đây, những hình ảnh này đã lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Và có một số luồng thông tin cho rằng là ông Trịnh Xuân Thanh là đã được đưa về Đức, hoặc là đã đưa về những cái nơi mà ông ta đang ẩn trốn ở đâu đó. Tức là đây, tôi đưa các bạn ra chỗ này để xem cho rõ hơn, thêm một cái góc khác. Đây là cái góc cái phòng hỏi cung của an ninh quốc gia Đức, nó như thế này. Đấy, các bạn xem. Đấy, đây là phòng hỏi cung. Đây, các bạn thấy, đây là phòng hỏi cung của an ninh quốc gia Đức. Thế thì các bạn cũng đã thấy rằng là phòng này thì cũng tương tự như những cái phòng hỏi cung mà ông Trịnh Xuân Thanh và những cái người khác khi bị bắt giữ và giam giữ ở Việt Nam cũng tương tự như vậy. Đấy, đây là cái cửa, cái khu cửa như vậy. Và sau khi trong nước đã có những cái luồng thông tin và nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh đang có bị giam giữ ở đâu đó và đã được đưa sang Đức trong thời gian vừa qua, thì theo điều tra của chúng tôi thì điều đó đã không phải như vậy. Bởi vì là chúng tôi đã gửi thư và cho Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức để hỏi về cái việc này, thì được, đây là hình ảnh của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức, gọi là Auswärtig Amt. Đấy, Auswärtig Amt. Đấy, đây là Bộ Ngoại giao Đức, đây hình ảnh Bộ Ngoại giao Đức. Và chúng tôi đã hỏi đấy, thì và cái câu trả lời của Bộ Ngoại giao Đức thì được nói thông báo như sau. Đây, xin gửi các bạn những cái dòng chữ mà Bộ Ngoại giao Đức đã gửi thư cho chúng tôi để trả lời cái câu hỏi của ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu. Thì họ nói rằng là Bộ Ngoại giao không có thông tin nào cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh đã trở về nước Đức. Đấy, tức là trả lời vào ngày 15 tháng 7 2019. Thì các bạn thấy đây là cái hình ảnh, đây là các dòng chữ mà original bằng tiếng Đức tôi ghi ở trên, và ngoài ra là dòng dưới là dòng biên dịch bằng tiếng Việt, chúng tôi đã biên dịch sang tiếng Việt để các bạn có thể hiểu được. Và đây là cái nội dung mà Bộ Ngoại giao Đức đã trả lời chúng tôi vào ngày 15 tháng 7 2019. Sở dĩ chúng tôi không thể đưa cái bức thư nguyên bản của Bộ Ngoại giao Đức cho các bạn xem, bởi vì các bạn biết ở Đức thì cái vấn đề bảo mật rất cao, và khi những cơ quan như thế này nếu họ trả lời chúng tôi thì chúng tôi chỉ có thể nêu nội dung trong cái nội dung đến là cái gì, và họ chịu trách nhiệm với nội dung đó, nhưng mà sẽ không biết là cái cán bộ nào cho Bộ Ngoại giao đưa ra hoặc là cái nguồn tin nào. Nhưng mà đây là cái trả lời chính thức của Bộ Ngoại giao Đức, thì đây là cái nội dung bằng tiếng Đức, thì những cái người biết tiếng Đức ở trong nước thì có thể tự đọc được cái
sẽ hiểu. Và ngoài ra chúng tôi cũng đã dịch ra là Bộ Ngoại giao không có thông tin nào cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh đã trở về Đức. Vậy thì có nghĩa là sao? Nếu mà không có thông tin thì có nghĩa là ông Trịnh Xuân Thanh vẫn đang không phải ở Đức. Và thế thực tế ông Bộ Ngoại giao, thì ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu? Thì để trả lời một câu hỏi này nữa, tức là để khẳng định cái việc ông Trịnh Thanh không ở Đức thì Bộ Ngoại giao đã nói rồi, Bộ Ngoại giao Đức đã nói. Nhưng mà để biết chính xác ông Trịnh Thanh đang ở đâu thì tôi đã có cái hỏi bà luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, đó là bà luật sư Schlagenhauer. Đây, các bạn xem đây hình ảnh của bà luật sư. Đấy. Đây là bà luật sư Petra Schlagenhauer, là cái người luật sư mà đang đảm nhiệm cái vai trò là đại diện pháp lý cho ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Và bà luật sư đã có câu trả lời cho chúng tôi. Đây các bạn xem. Đây, và tôi xin đăng cái đưa các bạn xem cái nội dung cái thư trả lời của bà luật sư. Đây. Đây là cái thư trả lời. Cái thư này chúng tôi cũng dí sát vào màn hình một chút để các bạn, nếu bạn nào muốn thì có thể chụp lại hình này và tự tham khảo, tự tra cứu để biết rằng đây là những bức thư mà chúng tôi đã nhận được. Và những cái phần mà tôi làm mờ đi thì đấy là cái nội dung mà chúng tôi không thể đưa ra cho mọi người, bởi vì là bí mật thư tín. Thế nhưng cái nội dung mà chúng tôi có thể được phép chia sẻ theo cái luật ở bên này thì tôi có thể chia sẻ. Đây là nội dung và chúng tôi đã dịch ra cái nội dung đó để các bạn cùng biết và là ông Trịnh Xuân Thanh như thế nào. Vâng, xin đọc cái phần biên dịch đó. Tức là bà luật sư có nói rằng là trước cho đến thời điểm này thì người thân chủ của tôi, tức là ông Trịnh Xuân Thanh, thì vẫn đang ở trong bị giam giữ tại Việt Nam với trong những cái cơ sở giam giữ được bảo mật đấy, đấy. Và ngoài ra bà chia sẻ thêm là mặc dù là phía Việt Nam đã đưa ra những cái bản án đối với ông Trịnh Xuân Thanh, thế nhưng ông ta đã chưa được đối xử như những cái người phạm nhân bình thường, thì có nghĩa là ông ta chưa được đưa đến những cái nơi mà phải nói là những cái nơi để giam giữ một cái bình thường, mà ông ta vẫn phải nằm ở trong những cái khu vực đó là trại tạm giam là đấy. Và bà luật sư cũng nói rằng là chúng tôi cũng luôn luôn tìm mọi cách, chúng tôi luôn luôn tìm mọi cách để các bạn xem bức thư đây, tìm mọi cách để trả lại tự do, tức là tìm cách mọi cách để trả lại tự do cho ông Trịnh Xuân Thanh. Và cái điều đó chúng tôi tiếp tục làm trong thời gian tới. Thì đây là nội dung của bức thư mà chúng tôi xin chia sẻ cho các bạn biết. Và cái bản dịch tiếng Việt original thì một lát nữa sau cái chương trình truyền hình trực tiếp này thì chúng tôi cũng sẽ đưa lên trên cái live stream này để các bạn có thể tự tham khảo và tự chia sẻ tiếp cho những người khác cùng biết. Và đây, đấy, các bạn xem. Đấy, bức thư đấy. Và thế thì những cái bức thư này thì nó nói rõ rằng là, và ngoài ra theo cái điều tra của tôi ngày hôm nay thì những cái người mà có trách nhiệm ở trong nước, họ cái cơ quan cấp cao ở trong nước, họ cũng có trách nhiệm trong cái việc mà giam giữ và cái việc mà của ông Trịnh Xuân Thanh, thì họ cũng cho biết rằng là chính xác là ông Trịnh Xuân Thanh hiện nay vẫn đang bị giam giữ tại trại B14 tại Hà Nội. Đây là trại B14, hình ảnh trại B14, và tức là cái nơi mà ông Trịnh Xuân Thanh đang bị giam giữ là trại B14 ở Hà Nội. Thì và điều đó khẳng định rằng là qua những cái trả lời báo chí của Bộ Ngoại giao Đức nói rằng ông Trịnh Xuân Thanh chưa tới Đức. Cái thứ hai là bà luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh và Schlagenhauer và cũng nói rằng là xác nhận là cái việc ông Trịnh Xuân Thanh hiện nay vẫn đang bị giam giữ tại Việt Nam, nhưng mà ông ta chưa được điều chuyển từ trại tạm giam B14 sang một cái cơ sở giam giữ tức là thụ án khác, bởi vì khi mà cái bản án đã có thì thường người ta hai án tù chung thân thì người ta phải đưa đến một cái nhà tù để người ta giam giữ trong cái thời gian đó, nhưng hiện nay ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa được đưa ra khỏi cái nhà B14, trại giam B14 này. Đấy, thì đây là trường hợp rất đặc biệt. Đấy, thì tôi cũng xin thông báo các bạn biết. Và qua cái trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Đài ngày hôm nay thì tôi cũng biết là qua luật sư Đài, bởi vì luật sư Nguyễn Đài cũng đã từng là cái người mà ở trong cái trại B14 này, anh trước khi sang Đức, thì anh luật sư Nguyễn Văn Đài có nói rằng là nếu mà trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh chưa được trả lại tự do và vẫn ở trong một cái trại tạm giam B14 và cũng chưa được đưa đến cái chỗ nhà tù nào để thụ án, thì có nghĩa rất có khả năng rằng cái ông Trịnh Xuân Thanh này cũng có thể bất cứ lúc nào là ông ta có thể được đưa sang Đức, như trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài.
Đấy, có nghĩa là từ trại B14 có thể ra thẳng sân bay Nội Bài ở sang Đức bất cứ lúc nào. Đấy. Thế nhưng mà cái điều đấy thì cũng khó ở chỗ là thế này. Hiện nay thì các bạn cũng đã biết cái việc mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam thì không phải một người làm. Đấy, bắt cóc ông Trịnh Thanh và để xét xử thế này. Mà đấy là cả một cái đường dây, cả cái bộ máy. Trong cái chương trình trước tôi đã nói là gồm có người đứng đầu, chịu trách nhiệm đứng đầu, đấy là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay, Đại tướng Tô Lâm, tức là trước đó là Thượng tướng. Nhưng mà sau khi bắt cóc xong ông Trịnh Xuân Thanh thì ông ta thêm một sao nữa thành Đại tướng. Đấy, gọi là Đại tướng bắt cóc, cái này thì gọi là bắt cóc, Đại tướng Tô Lâm. Thế còn sau đó dưới ông Đại tướng Tô Lâm thì lại có ông Trung tướng Đường Minh Hưng, là cái người phó tổng trưởng Tổng cục An ninh, là cũng người trực tiếp sang bên Đức và sang Cộng hòa Séc để chỉ đạo, để điều hành cái việc bắt cóc đó. Thì những cái việc đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ trong những video clip trước. Và ngoài ra, dưới ông Đường Minh Hưng còn có Đại tá Thoa, Đại tá Hải và rất nhiều những người cán bộ Việt Nam, sứ quán đang làm việc ở Sứ quán Việt Nam ở Berlin đã từng làm việc ở đây, và trong cái thời gian đó họ đã tham gia vào cái vụ án bắt cóc đó đến 5-7 người, mà trong đó nước Đức đã trục xuất, chính thức trục xuất 2 người. Nhưng mà cái thông tin mà trục xuất như vậy thì chắc chắn là các bạn cũng không được báo chí trong nước cho biết, bởi vì là họ không có đăng những điều đó. Mặc dù có một số cái người như Thông tấn xã Việt Nam, rồi VTC10, VTV4, một số cộng tác viên họ cũng đi dự những cái phiên tòa như thế, họ cũng biết hết. Thế nhưng mà họ không hề đăng những cái thông tin đó cho bà con trong nước để được biết. Chính vì vậy mà các bạn không biết, mà các bạn đành phải biết qua những cái kênh truyền thông như chúng tôi, hoặc là qua để lập đàn tiếng nói Hoa Kỳ, qua FI, FA của nước ngoài, bởi vì đó là những kênh truyền thông tự do và trung thực nhất. Đấy. Thế thì đấy là cái điều khó khăn. Bởi vì khi mà ông Trịnh Xuân Thanh, cái nguyên tắc là ông ta đã được vào cuối năm 2017 thì ông ta đã được quy chế tị nạn chính trị. Và tị nạn chính trị có nghĩa là cái người mà đã được nước Đức công nhận là được tị nạn chính trị thì bất cứ lúc nào ông Trịnh Xuân Thanh sang bên Đức thì sẽ được định cư ở đây cùng với vợ và con một cách hết sức thoải mái. Và sở dĩ được tị nạn chính trị bởi vì trước đó khi mà ông ta sang Đức thì lúc đó ông đã dùng hộ chiếu ngoại giao và sau ông sang, và lúc đó ông đã đăng ký vào phía Đức để làm đăng ký tị nạn chính trị. Thế nhưng mà chưa kịp xét duyệt xong thì đã bị mật vụ Việt Nam sang bắt cóc. Và phía Việt Nam, cái việc nhiều người trong nước cứ nói rằng là ông Trịnh Thanh là tội phạm, thế phải bắt giữ, phải thế nọ, phải thế kia. Thế nhưng các bạn quên một cái điều rằng là đây là đất nước tự do dân chủ, đây là một thể chế khác, đây là một đất nước khác, một cái có biên giới khác hẳn hoi, người ta là châu Âu và nước Đức. Cho nên mọi các hoạt động, đặc biệt là hoạt động về mật vụ Việt Nam và bắt cóc như vậy không được phép diễn ra ở trên nước Đức, bởi vì mọi cái thì đều phải trao đổi bằng văn bản, bằng thủ tục dẫn độ nếu có, và phải có những cái kết luận của tòa án độc lập là nói rằng chúng ta có tội thì mới có thể là dẫn độ được. Thì trong lúc ông Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 7 2017 đã đưa cái yêu cầu dẫn độ thì bà Thủ tướng Đức Angela Merkel chưa kịp xem xét thì ông ta đã cho người cho bộ, tức là những cái tay chân của ông ta là những người Đường Minh Hưng, những người như có thể là dưới Tô Lâm đã đi tổ chức bắt cóc rồi. Thì đấy, cái điều rất nghiêm trọng, rất nguy hiểm. Và theo những thông tin mà chúng tôi biết được thì những cái người mà trực tiếp đi theo cái người bắt cóc đó, như ông Đường Minh Hưng, như ông Đào Quốc Oai là một Việt kiều bên Séc, rồi ông Lê Tú là cũng là một Việt kiều bên Séc, và một vài người nữa, nếu mà bất cứ lúc nào đặt chân vào châu Âu thì sẽ bị bắt giữ và để tòa án tiếp tục lấy làm căn cứ để xét xử và để tiếp tục lấy cung. Thì đấy là cái điều mà tôi qua cái thông video này tôi có thể chuyển cái nội dung đó để cho những cái người mà đã vi phạm pháp luật ở nước Đức nghiêm trọng như vậy thì khi mà đến châu Âu phải hết sức đề phòng, hết sức cẩn thận và cân nhắc khi mà đặt chân đến đây, bởi vì bất cứ lúc nào những người đó có thể bị bắt giữ. Còn việc ông Tô Lâm là cái người mà đứng đầu và chịu trách nhiệm trong cái vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh thì hiện nay chính phủ Slovakia vẫn tiếp tục điều tra ông Tô Lâm, bởi vì đã với lý do là ông ta đã mượn máy bay của chính phủ Slovakia để chở ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava là thủ đô của Slovakia về Moscow. Đấy, thì đấy là một cái tội rất nặng. Và trong cái chuyến máy bay đó có 12 sĩ quan an ninh đi cùng, tất cả đi cùng, thì cả danh sách 12 người đó thì chúng tôi cũng đã công bố trên những cái chương trình khác trước đây, thì các bạn có thể tự tra khảo, gồm có cả Trung tướng Lê Anh Dũng, rồi rất nhiều những người khác nữa, là ông Linh Dũng là cũng làm cán bộ của Tổng cục 5, tức là Tổng cục Tình báo của Công an. Đấy. Thế thì qua cái chương trình này, chúng tôi xin một lần nữa nhắc lại với các bạn để các bạn hoàn toàn yên tâm với cái thông tin là chính xác là ông Trịnh Xuân Thanh hiện nay vẫn nằm ở trại giam B14 của Bộ Công an Việt Nam và chưa được thả ra sang Đức. Đấy là cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cái điều đó. Và bao giờ mà thả ra thì chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tiếp để chứng minh rằng đây là những cái thông tin chính thức
và những cái câu hỏi trả lời chính thức. Và lát nữa đây thì những cái thông tin này chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho em sau dưới cái livestream này bằng comment để các bạn có thể trực tiếp đọc những cái thông tin đó, tự kiểm chứng. Đấy là cái điều mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay với các bạn. Và chúng tôi đang đứng ở trong cái phòng này. Thêm một chút nữa về cái thông tin về chỗ cái nơi mà tôi đang quay cái chương trình này, là đây là chính là một cái phòng hỏi cung, một phòng hỏi cung của An ninh Quốc gia Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là mật vụ Đông Đức ngày trước thời Cộng sản. Thì đây các bạn thấy đây có một cái bàn, bao giờ có một cái bàn ngồi như thế này, có người hỏi cung thì là cái người ngồi đây, cái ghế này, và đây là cái ghế này để dành cho phạm nhân, có cái ghế con nữa. Thì khi hỏi cung thì cái cửa này nó sẽ đóng lại như thế này, nó đóng lại, và cái cửa này cũng sẽ đóng nốt, thì các bạn thấy đóng nốt lại như thế này. Đây đóng cái này, và đóng cái này rồi thì cái cửa nó hút rất dày, và hút rất dày này, thì những cái người đến đây bị hỏi cung ấy, là không có la hét hay là có làm cái gì nữa thì không ai ngoài nghe thấy cả, và tất nhiên nghe thấy thì cũng không để làm gì. Còn ở trong này, cái khu này ấy, là toàn bộ cái khu này là của mật vụ, chứ không khác gì trại B14 của Việt Nam cả. Nó cũng chia các phòng, các ngăn ra, ở phía dưới là nhà tù, ngạn nhốt những cái người bất đồng chính kiến, hoặc là những người bị bắt cóc, bị đánh đập. Còn ở trong này, đây trên này là cái chỗ khu vực là hỏi cung, lấy cung. Thì theo như một cái cô vừa nói với tôi rằng là ở đây thì khi mà hỏi cung thì người ta sẽ dẫn phạm bấm cái nút đỏ này, đây cái nút đỏ các bạn nhé, nút màu đỏ này, đấy, đây cái nút màu đỏ bấm này, đấy, cái nút màu đỏ này các bạn thấy không? Đây là cái để bấm nút. Cái nút này ấy, thì nó cũng tương tự giống như cái nút mà các cán bộ an ninh Việt Nam hiện nay đang sử dụng ở Việt Nam. Đấy, bấm một cái thì sẽ đưa phạm nhân lên trên này, và bấm một cái nữa sẽ đưa phạm nhân từ trên này về xuống dưới phòng ở cung. Đây là cái máy bấm này. Các bạn thấy không? Đây là máy bấm này. Đấy. Cái máy bấm. Và đây là những cái điện thoại cái thời trước để gọi điện. Đấy. Thì ở đây những cái cán bộ hỏi cung này á là những cái người mà rất có nghề nghiệp và được đào tạo một cách bài bản. Đấy, thì còn trong những cái tủ sắt kia là những cái hồ sơ, tủ sắt kia là những cái nơi nhận hồ sơ của người cung. Rồi là một cuộc hỏi cung như vậy thường kéo dài 3 đến 4 tiếng đồng hồ, buổi sáng 3 tiếng, và sau đó đến buổi chiều về ăn trưa xong thì buổi chiều lại để hỏi 3 tiếng nữa, rất căng thẳng và hỏi nhiều tháng trời, bao giờ cho đủ cái bằng chứng rồi thì họ mới đưa ra tòa án để kết tội cái người hỏi cung đó. Thì đây là những cái nhà tù của an ninh của thời Cộng sản mà hiện nay là nước họ giữ lại để làm cái gọi là giống như cái viện bảo tàng để cho những cái người đến đây họ xem, họ tham quan. Thì đây là cái bằng chứng rất dễ, và những cái tương tự, những cái tòa nhà tương tự như thế này thì các bạn cũng sẽ thấy ở Việt Nam, ở trại giam B14, ở T16, ở nhiều cái trại giam khác trong nước. Và tất nhiên là có lẽ cái điều kiện nó không được tốt như thế này, bởi vì là ở Đức thì nó cũng được trang bị tốt hơn. Và trong cái nhà tù này thì như cái chương trình trước chúng tôi đã nói là cái nhà tù này là đã hơn 1.000 người đã bị chết trong cái nhà tù này, và trong cái tổng số là hơn chục nghìn người, hơn 10.000 người bị bắt giữ ở đây, ở cái nhà tù này là toàn những người là bất đồng chính kiến, rồi là người về có vấn đề về chính trị mà phía Đảng Cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức không muốn. Thì đấy là như vậy. Và ông Trịnh Xuân Thanh hiện nay là cũng nằm trong nhà tù B14, là cái nhà tù của An ninh Quốc gia Việt Nam đang nắm giữ. Thì cái đó là cho đến nay ông ta vẫn phải ở đó và chưa thể sang được Đức, và chưa có những cái thông tin khác mà cái việc mà ông ta có thể ra khỏi cái nhà tù đó. Đấy, thông tin các bạn thấy. Đấy, nhà tù B14 này. Đấy, đây hình ảnh nhà tù B14 nhé, các bạn thấy. Đấy, trong đấy là cũng có những cái như vậy. Đấy. Dạ vâng, thì ngày hôm nay trong qua chương trình này thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn những cái thông tin chi tiết và cụ thể về việc ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu và Bộ Ngoại giao Đức nói trả lời như thế nào. Có nghĩa là ông Trịnh Xuân Thanh hiện nay vẫn đang ở nhà tù B14 ở Hà Nội, và Bộ Ngoại giao Đức trả lời rằng là họ xác nhận là ông Trịnh Xuân Thanh chưa đến Đức, mặc dù ông ta đã có cái quy chế tị nạn chính trị. Đấy, và tất nhiên là khi ông ta đến Đức với quy chế tị nạn chính trị thì ông ta phải khai ra toàn bộ những cái thông tin nào mà ông ta đã biết trước đó, ví dụ như ông ta bị bắt cóc ở đâu, ai đã bắt ông ta và ông ta đưa từ đâu đến đâu, và ai gặp ông ta trong nước, rồi ai đưa ông ta đến hỏi, ai hỏi cung ông ta hỏi những cái gì, thì ông ta phải khai thật, thì như vậy ông ta mới bảo vệ được cái quy chế tị nạn chính trị nếu ông ta sang Đức. Và điều đó thì khá bất lợi cho ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư chủ tịch nước hiện nay đang ốm nặng, cũng như là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Tô Lâm và nhiều cái cán bộ công an khác cũng sẽ bị liên hệ liên lụy.
Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình hôm nay của chúng tôi, chương trình 2, và chúng tôi xin phép chấm dứt chương trình ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Và các bạn hãy để lại những comment, những câu hỏi ở ngay trong cái chương trình livestream này để chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và trả lời các bạn vào cái chương trình tới đây. Và các bạn hãy bấm theo dõi của Lê Trung Khoa Facebook, theo dõi của Facebook Thời báo và YouTube của Thời báo để biết được thông tin mới nhất. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tới. Lê Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.